Trưa 11 tháng 10, lực lượng chức năng của Sở Công Thương Gia Lai và Ủy ban Nhân dân huyện Chư Prong đã đến kiểm tra thực tế sự cố vỡ tường chắn nước tại nhà máy thủy điện Ia Gle 2, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc, phóng viên báo Người Lao Động ghi nhận thủy điện Ia Gle 2 xây dựng trên suối Ia Gle. Tại vị trí xây thủy điện, đơn vị thi công đang làm phần vai đập ở hai bên bờ. Nối giữa hai phần vai đập này là bức tường bê tông dài hàng trăm mét. Một bên có cống xả đường kính chừng 2 mét để nước chảy về hạ du. Ông Đoàn Đức Ninh, cán bộ kỹ thuật của thủy điện cho biết, đoạn đường bê tông nối giữa hai vai đập dài chừng 100 mét, cao 2 mét, chỗ dày nhất chừng 1 mét, đoạn giữa suối mỏng nhất chừng 50cm, riêng phần bị đổ dài trên 50 mét. Ông Ninh nói, tường bị vỡ khoảng 4 giờ 30 sáng 9 tháng 10. Khi xảy ra sự cố, trời mưa rất lớn nên tôi không nghe bất kỳ tiếng gì. Đến khi chạy tới kiểm tra thì phát hiện bức tường đã bị nước làm sập. Theo ông Ninh, thủy điện có thiết kế đập chính tràn tự do. Bức tường bị đổ được xây tạm để thi công phần thân đập chính. Sau khi hoàn thiện, thân đập chính sẽ phá bỏ bức tường. Tại hiện trường, đoạn tường bị đổ vỡ thành nhiều mảng bê tông lớn, sắt lòi ra bên ngoài bị nước đẩy về phía hạ du. Đoạn tường bê tông chưa bị đổ có độ dày từ 50cm đến 1m. Phía trên còn mắc nhiều cỏ, rễ cây. Ngay phía dưới thân đập, nhiều vườn cây trồng như hồ tiêu, chuối, cà phê của người dân bị nước cuốn tan hoang. Theo ông Trần Văn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Ga, tính đến chiều 10 tháng 10, qua thống kê sơ bộ, có 19 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích khoảng 23,8 hectare cây trồng. Thủy điện Ia Gle 2 do Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Thủy điện này có công suất thiết kế là 12 MW. Đang trong giai đoạn thi công thì xảy ra sự cố trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của nhà máy Ia Gle 2, làm ảnh hưởng đến người dân